Vào chiều ngày 30 tháng 5 tại xã An Tức, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang đã diễn ra lễ bàn giao cặp rắn hổ mang chúa hay còn gọi là rắn hổ mây cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thả về môi trường tự nhiên. Tại lễ bàn giao, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trại rắn Đồng Tâm của tỉnh Tiền Giang, cặp rắn hổ mang chúa mỗi con nặng khoảng 18 kg, dài khoảng 4 m đã được đưa vào lồng an toàn. Cặp rắn cũng đã được cấy chip theo dõi trước khi vận chuyển để thả về môi trường tự nhiên. Vào thời điểm bàn giao, cặp rắn hổ mang đều khỏe mạnh. Dự kiến cặp rắn sẽ được thả về một trong những khu rừng ở tỉnh Đồng Nai hoặc tỉnh Bình Dương. Trước đó, thì trong lúc thi công, các công nhân đang làm việc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang đã phát hiện cặp rắn hổ mang chúa khủng nên dùng bao bố và lưới vây bắt. Sau đó thì cặp rắn được đưa về nuôi tại khu du lịch ở đồi Tức Dụp thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang quản lý. Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã kiểm tra và xác định đây là hai con rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 11B có nguy cơ tuyệt chủng cao, nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại.